À, các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một phần nữa, đó là học về phương hướng. Trong các cái từ phương hướng thì gồm có các cái từ đông tây nam bắc, trước sau, trên dưới, và có những câu hỏi là ở đâu, làm gì, thì chúng ta sẽ tiếp tục. Từ phương hướng có nghĩa là phương xẻng, là phương hướng. Chúng ta đọc tiếp. Tung là đông, âm Hán Việt là đông. Xi là tây. Lán là nam. Bảy là bắc. Ở đây tôi có viết các cái từ âm tiếng Việt, phát âm kiểu tiếng Việt ở bên phải, còn ở bên trái là âm Latin của người Trung Quốc. Tiếp tục, chúng ta có từ phía trước. Phía trước là chén men, chén men đó. Hậu men là phía sau. Chủa là trái. Chùa pen, âm Hán Việt là tả biên đấy, đó. Chùa, xin lỗi, chúng ta đọc lại là chúa chuẩn. Hai thanh ba đi với nhau thì thanh đầu tiên này phải biến thành thanh hai, đấy nghĩa là chùa chuẩn. Nhưng mà chúng ta đọc nhanh là chúa chuẩn, hơi biến âm đi một chút là rẽ trái. Ở đây chúng ta có thể ghép các cái từ, ví dụ tung phang có nghĩa là phía đông, si phang là phía tây, lán phang là phía nam, pẩy phang là phía bắc. Men có nghĩa là cái mặt, cái diện, cái khu vực nó hướng ra cái mặt đấy thì người ta dùng từ men. Ví dụ chén men là phía trước, trước mặt, đúng không ạ? Hậu men là phía sau. Ví dụ chúng ta có thể đặt các cái chủ ngữ ở đằng trước các cái từ này. Ví dụ đằng sau nhà tôi thì nói là ủa u pháng hậu men. Ví dụ đằng trước nhà tôi là ủa u pháng chén men, trước phòng nhà tôi. Chùa là trái. Ví dụ chúa chuẩn, chúng ta đọc chúa chuẩn là rẽ trái. Huế rẽ phải thì là chúng ta có cái từ yêu. Đúng không? Hiện tại đây là chưa có từ 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 yêu. Thì chúng ta sẽ đọc tiếp. Từ yêu có nghĩa là bên phải. Yêu bên là bên phải. Yêu là phải. Chủ là trái, đúng không? Yêu chuẩn là rẽ phải. Yêu pen là bên phải. Yêu men cũng là bên phải. Sang, ở đây chữ sang này có nghĩa là trên. Nhưng một số các cái câu thì nó có dùng từ sang có nghĩa là trước. Nếu mà đứng trước từ thời gian thì nó là trước. Ví dụ sang men là bên trên. Sang pen cũng là bên trên. Để chúng ta đọc lại nào. Sang men là phía trên, bên trên. Sa là, ở đây người ta đọc là xe. Thực ra thì cái từ xe này nếu nó âm thì nó cũng không như mình đọc thì là xe, thì nó có thể là nó cũng không đúng nghĩa lắm, nhưng mà đọc là xe, xe đúng ra là đọc từ xe theo âm Latin của Trung Quốc là xe, đọc nghe nó gần như chữ xe của mình, đúng không? Xe men là phía dưới. Xe men sang lấu, chỗ này chúng ta lại dịch là lên, là chữ sang này có nghĩa là đi lên. Nó đứng đằng trước cái danh từ lầu, tòa lầu đó, thì là dịch chỗ này là lên lầu.
Ví dụ chúng ta nói là ở lầu trên thì chúng ta lại nói là lấu sang, thì chỗ này cái chữ từ sang này đằng sau chữ lấu này thì nó có nghĩa là tính từ chỉ phương hướng bên trên hay bên dưới, nhưng nó đứng trước cái danh từ này thì nó lại là động từ di chuyển. Ví dụ lấu sang lấu là lên đầu, xả lấu là xuống lầu, đi xuống tầng dưới là xả lấu. Hoặc là gì, chúng ta có thể dùng từ xả lái là xuống đây lại đây đó, xả lái là xuống đây, sang lái là lên đây, lên mình đang đứng ở bên trên mình gọi là sang lái lên đây. Chúng ta đã hiểu các cái từ sang và xa rồi. Tiếp tục chúng ta sang cái phần tiếp theo. Đây, cái từ xa lấu là xuống lầu, như tôi đã nói ở trên. Lấu sang thì là chỗ này thì chúng ta dịch là ở trên lầu hoặc là trên trên tầng. Lấu xạ là dưới dưới tầng hoặc là dưới lầu. Tiếp tục chúng ta có từ tỳ xạ室, tỳ xạ室là tầng hầm. Ở bên dưới tầng hầm thì chúng ta nói làm sao ạ? Tại tỳ xạ室, là ở dưới tầng hầm. Ở ngã tư thì chúng ta nói là sứ tự lưu khẩu, trái sứ tự lưu khẩu là ở ngã tư. Sứ tự có nghĩa là chữ thập đúng không ạ? Lưu khẩu là ở cái đầu đường. Chỗ này mình dịch là cả cái cụm này là ngã tư. Tiếp tục chúng ta có từ y chữ dậu có nghĩa là đi thẳng. Ví dụ y chữ chua có nghĩa là cứ làm, y chữ là có nghĩa là một mạch, cứ nhấn mạnh. Ví dụ như là cứ làm hoặc là cứ đi thẳng hoặc là đi thẳng, người ta dùng từ y chữ. Đằng sau chữ y chữ này có các động từ để trừ các cái động tác liên tục và dứt khoát. Ví dụ y chữ chua, y chữ chẩu, cứ làm, cứ đi hoặc đi thẳng. Tiếp tục, tiếng có nghĩa là đỉnh, là trên cùng. Chúng ta có thể đọc y như chữ tỉnh của tiếng Việt, chúng ta đọc là tiếng. Thực ra chữ tỉnh này đọc nó cũng không không chính xác lắm đâu nhé, nó phải là đọc là tiếng tiếng, có nghĩa là trên cùng, là trên đỉnh. U tiển có nghĩa là nóc nhà. Tị, tị là gầm hoặc là dưới, lèn. Ví dụ tị xạ có nghĩa là dưới đất, xạ tị có nghĩa là đi xuống dưới, đi xuống dưới đất. Phẳng bèn có nghĩa là bên cạnh. Ví dụ như là bên cạnh nhà ngân hàng thì chúng ta có thể nói là in hàng phẳng bèn. Ví dụ nhà tôi ở bên cạnh ngân hàng nào. Ủa cha chạy in hàng phẳng bèn. Nhà tôi ở bên cạnh nhà bưu điện. Ủa cha chạy yếu chú phẳng bèn. Tiếp tục chúng ta có phần tiếp theo. Ở đây thì chúng ta có phương hướng ở giữa. Ví dụ hai bên rồi thì chúng ta phải có ở giữa đúng không? Trung chen có nghĩa là giữa. Trung chen là giữa. Châu pen là xung quanh. Phụ chin là lân cận, phụ cận hoặc là bên cạnh, gần. Ví dụ nhà tôi ở gần bưu điện là ủa cha chạy yếu chú phụ chín. Nhà tôi ở gần trường học, ủa cha chạy xuế xiao phụ chín.
Nhà tôi ở gần ngã tư. Ủa, cha trai Sứ Tử Lũ Khẩu Phụ Chinh. Tiếp tục, chúng ta có từ chuyển, có nghĩa là rẽ hoặc là chuyển hoặc là ngoặt. Ví dụ như chúng ta đã học từ trước rồi đúng không? Yêu chuyển, chúa chuyển, rẽ trái, rẽ phải, rẽ trái đúng không? Quay men có nghĩa là bên ngoài. Ví dụ chúng ta có thể nói là bên ngoài phòng thì là phóng tự quay men. Bên ngoài tủ là y quay quay men, là ngoài tủ quần áo. Lì men là bên trong. Ví dụ phóng chen lì men là bên trong phòng. Ngoài phòng thì chúng ta là phóng chen quay men hoặc là phóng tự quay men. Bên ngoài nhà là phóng u quay men. Tiếp tục chúng ta có phần tiếp theo. Đọc lại là chúa chuyển là rẽ trái. Chúng ta cũng có từ quải cũng nghĩa là rẽ đúng không? Chúa quải cũng nghĩa là rẽ trái, chúa chuyển cũng nghĩa là rẽ trái. Yêu chuyển là rẽ phải, yêu quải có nghĩa là rẽ phải. Tiếp tục chúng ta có từ ná nỉ. Ná nỉ ở đâu? Ví dụ nhà bạn ở đâu thì là nỉ cha trại ná nỉ. Nỉ cha trại ná nỉ. Nhà bạn ở đâu? Trường học của bạn ở đâu? Nỉ xuệ xiao trại ná nỉ. Nỉ xuệ xiao trại ná nỉ. Tiếp tục chúng ta có từ trưa nỉ đúng không? Chưa nỉ là ở đây, ở chỗ này. Nạ nỉ là ở kia, ở chỗ kia. Để ở đâu thì chúng ta có từ phang. Phang là để, đặt. Đặt tại đâu? Chúng ta nói là phang. Ví dụ phang trai nạ nỉ. Phang trai nạ nỉ. Phang trai chưa nỉ. Để ở đâu? Để ở đây, để ở kia. Bây giờ chúng ta ôn lại, đọc lại một lần nữa tất cả từ đầu đến cuối của cái phần phương hướng này nhé. Từ thứ nhất, tung, tung, xi, nán, bảy, chén men, hậu men, chúa, chúa. Chùa bên, chúa chuyển, yêu, yêu, yêu bên, yêu chuyển, sang, sang, sang men, sang men. Xa miên, sang lầu, xa lầu, lầu sang, lầu xa, đi xa sư, Sứ Tử Lũ Khẩu, Sứ Tử Lũ Khẩu, y tử chậu, tí, phẳng bên, trung gian, châu bên. Châu bên, phụ chinh,
chuẩn chuẩn ngoài men ngoài men nỉ men nỉ men chú chuẩn chú chuẩn chú quải chú quải yêu chuẩn yêu chuẩn yêu quải yêu quải na nỉ na nỉ na nỉ na nỉ chơ nỉ chơ nỉ na nỉ. Các bạn thân mến, cái bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Các bạn hãy đăng ký ở bên dưới để được nhận tiếp các cái phần video clip dạy tiếng tiếp theo. Chúc các bạn học tốt. Xin chào và tạm biệt các bạn.